Dạ, em tên là Tăng Anh Huy, em năm nay 30 tuổi. Thì hiện tại em đang là nhân viên văn phòng, nghề nghiệp là IT. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn. Dạ. Mà em? Dạ, em là Quách Diễm Trang, năm nay em 29 tuổi. Dạ, em lúc trước thì em có đi làm kế toán, nhưng mà hiện giờ thì em ở nhà nội trợ. Tụi em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới nhau khoảng 1 năm 6 tháng rồi. Có em bé chưa? Dạ, chưa. Chưa. Thôi, hai em kể cho anh nghe là chuyện tình hai em bắt đầu như thế nào? Thì nguồn gốc là vợ em trước đây là bạn của bồ cũ em. Hấp dẫn rồi nghe. Chia tay rồi thì cũng làm bạn bình thường thôi, em cũng không có kêu làm mai mối gì cho em hết. Rồi không biết bồ cũ em với cô này nói làm sao rồi quyết định là làm mai em cho bà xã em. Là có bồ cũ em làm mai luôn. Dạ. Tại vì lúc đó là em chia tay bạn trai cũ rồi. Rồi bạn bạn này thấy là em có một mình á, đi về một mình á buồn, rồi bạn này mới nói là giới thiệu chồng em cho em. Nhưng mà lúc đó là chỉ gửi hình qua, rồi em với chồng em cũng có chat ở trên Facebook thôi. Thì Tết đó em về quê xong rồi em quay lên á thì nó mới điện, nó nói là nó có hẹn với anh này rồi. Nó sắp xếp xong hết rồi, hẹn nhau đi trà sữa. Em nói trời sao hẹn không hỏi em gì hết trơn. Nó nói xong hết rồi, người ta đồng ý giờ là đi thôi. Ủa sao bạn em nhiệt tình dễ sợ luôn á. Không, lúc mà gặp nhau thì dạ không có ấn tượng tốt. Tại vì lúc mà gửi hình qua thì thấy ảnh mập hơn. Với lại tấm hình là ảnh không có cười, cười mỉm thôi. Mà lúc em gặp ảnh ở ngoài thấy ảnh ốm quá. Mà xong cười ra thấy gần ảnh xấu. Vậy còn em? Quý, dạ. Gặp cô này thì sao? Thì bữa đó là ở quán trà sữa, em ngồi, em tới trước, em ngồi đợi. Thì ấn tượng của em cô này bước vô đầu tiên là cũng không có ấn tượng tốt luôn. Tại sao vậy? Tại vì cái mẫu người em thích đó là cái mẫu người con gái truyền thống, không có để móng tay là cắt ngắn, rồi không có sơn đồ, rồi tóc là để tóc đen, tóc dài. Bữa đó bước vô một cái nguyên cái đầu vàng khè. Tới lúc tính tiền là lúc đó là anh này tới trước, thì ảnh kêu đồ ăn sáng để anh ăn, xong rồi ba đứa bạn tới sau thì mỗi đứa đi trà sữa với ảnh đi trà sữa nữa, xong rồi ngồi một chút xíu thì ảnh đòi về. Đã em không có ấn tượng tốt rồi mà mới ngồi chút xíu với ảnh đòi về, cái ảnh mới kêu người ta tới tính tiền. Thì khi mà cái bạn đó tới tính thì em nói thôi, em lịch sự em nói thôi để em trả cho. Cái xong cái ảnh nghe vậy ảnh để em trả luôn. Cái lúc xong về thì em có hẹn nhỏ bạn ra gặp, em nói kèo này thấy bộ không thơm. Thấy không được rồi, tao thấy từ tướng cũng không được, mà tao thấy đi lần đầu tiên mà để tao trả là tao thấy không ổn, mà trong khi ổng ăn nhiều hơn người ta nữa. Ủa em nghĩ sao em để cho bé này trả tiền hay dạ, vậy? Dạ tại vì lúc đó là em mới tốt nghiệp đại học ra, thời đó là em học trong trường em hiền lắm, không có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều. Nên là thật tình là nói sao nghe vậy thôi. Bữa mà nói thầy cho bạn này trả, cái em nói thôi để em trả rồi, cho bạn này nó thôi để bạn này trả. Thì vậy thôi trả luôn. Đó, người thật tình mà. Đây, thì em nghĩ là tại chắc không phải gặp lần đầu với đâu, còn bị mấy lần nữa thì lần này mình trả, lần sau mình trả lại. Rồi đến lúc nào thì hai mẹ mới kết nha? Em thì em học IT, em biết sửa máy tính. Còn cô này thì học kế toán, không biết gì về máy tính hết. Mà máy tính nhà cô này thì hư lên hư xuống hoài. Rồi có một bữa là làm bài kiểm tra hay luận văn gì đó, là cần gấp máy tính mà lúc đêm đó máy tính hư. Rồi kêu em chạy qua sửa luôn. Rồi sau đó là sửa nhiều lần lắm đúng không? Dạ, nó cứ hư hoài. Nói chung hai đứa cũng phải cảm ơn cái máy tính. Là quen nhau yêu nhau được là cái máy tính. Là máy tính. Ai là người tỏ tình? Ổng là người tỏ tình. Em tỏ tình sao? Nhìn em chắc nghĩ em lãng mạn lắm đúng không? Thì bữa đó cũng như bữa bình thường thôi, là em vô công viên thôi. Rồi cái em tỏ tình trong công viên luôn. Em dắt vô em nói em làm bạn gái anh nha. Rồi xong. Đang nhận được cái lời tỏ tình đó làm sao? Em bị sốc. Tại em thấy tỏ tình gì mà không có hoa, cũng không có quà, không có gì hết, mà cũng không có sự chuẩn bị gì hết. Giống như vô cái hứng là nóng nói hay sao. Rồi xong sao em cũng chấp nhận. Rồi ba mẹ em gặp anh này á là có ưng liền không? Dạ có ưng. Thì sau đó mấy tháng là Tết á, thì em mới mời ảnh là với lại xin ba má với là cho dẫn ảnh về quê. Em là người ở Sóc Trăng á. Từ đây xuống đó thì cũng xa. Mà ảnh thì là con một, mẹ cưng dữ lắm. Cho nên hôm bữa xuống á là mẹ bao nguyên cái xe 16 chỗ cho mình ổng đi xuống. Tới lúc ổng xuống ai cũng ra nhìn hết trơn. Giống như chuyện lạ vậy, có mình ổng bước xuống xe mà nguyên cái xe 16 chỗ.
Về dưới ba mẹ nhìn ảnh sao? Lần đầu á là mẹ em á nói thì thấy ổng hiền, nhưng mà mẹ em kêu ra nó nhỏ hỏi thằng này nó có bê đê không, sao tao thấy nó ốm vậy. Em nói không, tại vì ổng ốm vậy thôi, nhưng mà ổng không không có phải là ổng men lắm. Dạ. Rồi sau đó thì bao lâu tụi em mới đám cưới? Thì quen nhau là khoảng 6-7 năm gì đó. Rồi là sau đó tụi em mới đám cưới với nhau. Thì trong cái lần 6-7 năm đó cũng gây lộn. Gây nhau rồi qua lại rồi cũng chia tay 3-4 đợt vậy. Chia tay gì mà 3-4 lần dữ vậy trời. Quen với ảnh chán lắm chị. Sao vậy? 7 năm quen nhau luôn ảnh không. Ảnh tặng cho em chỉ duy nhất có một cây bông hồng thôi. Mà lần đó là em bức xúc quá, em kêu á, em nói là ngày mai qua phải có cái bông hồng cho em thì em mới đi chơi, không thôi em không đi chơi. Rồi có một lần đó là đi tắt tháng 3, ảnh qua, ảnh đi tay không vậy qua. Em thấy cũng hơi buồn. Cái chở nhau đi chơi, cái em thấy ngoài đường người ta bán bông quá trời luôn. Cái em thấy ảnh chạy gần vô đó, em tưởng ảnh mua. Ảnh chạy vô ảnh chỉ với em, ảnh nói trời, bữa nay 8 tháng 3 người ta bán quà quá trời luôn. Tại sao vậy Nguyên? Dạ tại hồi đó giờ chưa bao giờ mua bông tặng ai bao giờ hết. Bởi vì có cảm giác mình vô tự nhiên đang chở bộ phía sau mà vô mua bông cái cầm tặng liền thấy kỳ kỳ sao. Tới nỗi hồi lúc mà cái nụ hôn đầu á là dạ em chủ động. Tới lúc hôn là em phải chỉ cho ảnh là mấy ngày sau anh mới hôn được chứ ảnh. Giờ thành thạo chưa Nguyên? Dạ dạ đỡ. Giờ thành thạo chưa? Giờ đỡ. Mới đỡ thôi à, chứ chưa có thành thạo. Rồi á, nói nghe nè. Rồi em chỉ cho cách hôn. Rồi tới lúc mà cưới ổng rồi đêm tân hôn rồi ai chỉ cho ai? Đêm tân hôn nó cũng chạy chặt, nó cũng chạy chặt quá. Thôi kể luôn đi. Trước đó là tưởng đêm tân hôn là như bình thường như người ta, mà dạ em là đó giờ chưa có biết gì về mấy cái đó. Trước cưới hay có cái tâm lý sợ, rồi bắt đầu đi hỏi mấy đứa mà bạn mà cưới rồi á, hỏi nó đêm đầu sao, tụi nó mô tả cái gì mà giờ căng thẳng lắm. Rồi bữa đó em vừa đụng vô người cái là la, đụng là la. Trời ơi. Em có thể cho biết bạn em nó nói cái gì mà em lại sợ vậy? Thứ nhất là do ở dưới quê á, người ta còn phong kiến lắm nên mẹ cũng không có dạy nhiều về cái chuyện này cho biết nữa, thì chỉ biết là đi hỏi mấy đứa bạn thôi. Rồi mấy đứa kia thì nó nói này nói kia, nói đau nói gì nghe sợ. Rồi thêm chồng em thì hồi đó giờ cũng chưa có kinh nghiệm nữa. Rồi mới chập vụ chuyện bài tới đúng một tuần sau. Một tuần sau là mọi thứ mới ổn. Rồi bây giờ cưới ra về năm mấy rồi đó, thấy chồng em hiền quá, dân IT nữa, có tật xấu chắc là ít lắm luôn. Ổng chỉ có mỗi cái là mê chơi game cực kỳ. Đám cưới xong á thì về dọn nhà em thấy xong mấy cái thùng mấy cái hộp á mới quá, hỏi ra thì mới biết là trước khi cưới đó tiền dành dụm bao nhiêu á hắn ta đem đi nâng cấp máy tính hết. Tại vì hắn ta biết á là vợ cay quá là về là không có thể nào nâng được, cho nên là bao nhiêu tiền đem đi nâng hết. Vậy thôi đó hả, không có cái tập gì xấu. Ổng tắm lâu, mỗi lần ổng tắm là khoảng 30 phút. Đầu tiên ổng về quê em lần đó đó là ổng tắm 30 phút mới xong. Mà ở dưới quê á, mỗi nhà chỉ có một cái toilet thôi. Mà toilet nhà em là vừa phòng tắm, phòng vệ sinh chung luôn. Ổng cứ tắm vậy rồi ngoài nhà em cứ đứng xếp hàng ở ngoài đợi. Ba em mới nói, mai mốt nó về làm gã nhà này á, thì cất cho nó cái toilet riêng. Ai mà bắt cầu đợi nó xong chắc đi ra quần. Tới giờ anh cũng còn tắm lâu vậy á. Sao vậy? Dạ tại vì cái tật em tắm á là lúc mà thoa sữa tắm lên á, sữa tắm giỏ nước xong nó còn cái nhớt nhớt lại, không có chịu được. Dạ, em có cảm giác như là nó chưa sạch á, em ngồi em chà hoài. Rồi vậy tật xấu của vợ anh sao? Dạ em thì dễ thương, cái gì cũng được hết. Có cái là hay tính toán chi ly tiền bạc lắm. Rồi hay có cái tật là kêu đồ ăn ra rồi tính lúc người ta tính tiền so tiền ở trên này với tiền dưới quê. Kêu tô bún bò ra là tính coi cái này bún nhiêu tiền, thật nhiêu tiền rồi nữa. Rồi tính tiền vốn gì người ta lời, trời tao lời được quá trời luôn. Thôi trời ơi, lần sau không ăn nữa thôi, lần sau mua thịt đồ về mình tự nấu. Rồi còn chuyện gì nữa không? Về tiền bạc là quản lý chi li lắm. Với lại mua đồ á là chỉ mua số lượng thôi chứ không cần chất lượng. Ví dụ như là mua nhà tính bàn bạc mua cái máy lạnh đi, là mua cái máy nào miễn nó ra hơi lạnh là được. Không? Rồi thế mong muốn Trang thay đổi điều gì Huy? Mong muốn vợ là tiêu xài thoải mái hơn xíu nữa.
Tại vì cái mức sống trên này nó không có giống dưới quê, nên nó cái nào mình chấp nhận được thì mình cứ chấp nhận thôi. Với lại thoải mái với em xíu, đừng có giận hờn vu vơ nhiều quá. Cái gì có gì không vừa ý thì cứ góp ý thẳng thắn, hai vợ chồng nói nhau thì sửa chứ không có gì. Hay có giận là cái im re quay mặt vô tự ngủ rồi, em không biết, nhiều khi em không biết tại sao em bị giận luôn. Em chỉ mong muốn là ổng lười làm việc nhà lắm, ổng siêng làm việc nhà chút xíu, với lại ổng không có thích vô bếp. Mà em hỏi lỡ như mai mốt em bệnh hay gì rồi sao, ổng nói bệnh thì nấu mì gói cho ăn. Em nói trời, đang bệnh mà nấu mì gói cho ăn chắc bệnh thêm. Ổng nói không hay ra cháo cây thị mua cháo cho ăn. Còn game thì không cần bớt chơi, tại vì giờ em cấm em không cho chơi nữa. Tiếc luôn nè, rồi giận hờn vu vơ là những cái lúc mà tự nhiên nhớ chực tới cái chuyện làm biếng, làm việc nhà, làm biếng nấu, đúng không? Lỡ mình dạ. bệnh hay lỡ mốt mình sanh mình đẻ rồi lúc đó ai nấu cho mình, đúng không? Chứ dạ. đâu phải là vu vơ, giận phải có cớ chứ. Bữa ta khùng hay sao tự nhiên giận vu vơ. Chỉ có điều là em không chịu nói thôi, đúng không? Dạ. Mà bạn này thì không có khả năng mà suy đoán được là lý do tại sao em giận. Thành ra là em nói đi chứ em đừng có để bạn đoán chi cho mệt. Hai cưng ha. Dạ. Ok. Trời ơi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dễ thương quá. Thôi chúc cho hai em sau ngày hôm nay về hai vợ chồng sẽ vui vẻ, hòa hợp với nhau hơn. Dạ. Ha, và mau chóng có tin vui.